Xin chào các bạn, mình là Thắng đến từ diễn đàn android.vn. Mình xin được giới thiệu cho các bạn một ứng dụng nhận dạng người gọi cũng như là chặn cuộc gọi có tính ổn định khá tốt trên Android, đó là WhoScall. Ứng dụng này cho phép bạn chặn cuộc gọi cũng như là tìm thông tin về người gọi một cách nhanh chóng. Đây là màn hình chính và ứng dụng sẽ giới thiệu cho bạn về các tính năng có sẵn cũng như là mời bạn tạo tài khoản ở trên trang trang chủ của Husco. Tuy nhiên bạn có thể bỏ qua phần này nếu muốn. Là màn hình chính với 4 tab sẽ cho bạn biết tình trạng chặn cuộc gọi, những số tình lịch sử cuộc gọi, số cuộc gọi có trong danh bạ và những số điện thoại yêu thích cũng như số danh bạ của bạn. Ứng dụng đang hướng dẫn cho bạn khá cụ thể về các tính năng có trong này, ví dụ tính năng chặn cuộc gọi. Khi bạn bấm vào đây, ứng dụng sẽ có thể mời bạn tạo danh sách chặn. Ví dụ ở đây mình muốn chặn số 01 23 4 5 6 7 8 9. Số này sẽ bị mặc định là sẽ chặn cả cuộc gọi và cả tin nhắn. Tuy nhiên bạn cũng có thể thiết lập để chặn chỉ cuộc gọi hoặc chỉ chặn tin nhắn. Còn đây là tất cả những cuộc gọi không của những người không có và tin nhắn của những người không có tên trong danh bạ của bạn. Khi mà bạn bấm vào từng cái tên thì ứng dụng sẽ tìm trên mạng lưới để kiểm tra xem cũng như là đoán được xem người gọi của bạn là ai. Và ứng dụng cũng sẽ tìm ở trên mạng tất cả những số có liên quan đến số điện thoại này. Như ở đây bạn có thể thấy là mình đã đặt hàng ở shop Bút Chì Khắc Order Hà Nội. Số điện thoại như mình đã nhắn tin và ứng dụng đã tìm được ở trên Facebook số điện thoại của cửa hàng này. Và đây là những số và đây là những và đây là số mục để xem tất cả những số gọi đến gọi đi cũng như tin nhắn trong danh bạ. Không có gì nhiều, tuy nhiên bạn cũng có thể dò số của họ ở trên mạng nếu muốn. Cuối cùng là mục yêu thích. Thì mục này yêu cầu bạn phải tạo tài khoản để có thể truy cập vào dữ liệu danh bạ của bạn ở trên mạng, ở trên server của Husqo. Mục cài đặt cho phép bạn cài đặt một số tùy chọn thêm cho việc chặn tin nhắn cũng như là khi mà có cuộc gọi, cũng như là một số tùy chọn khi có cuộc gọi hiện tự đến thì màn hình sẽ hiển thị như thế nào đối với người lạ và đối với người có tên trong danh bạ. Ví dụ chặn tin nhắn, chặn tất cả. Khi chặn thì chặn cả thông báo đến từ máy và chặn cả những tin nhắn có đường link ở trong đó. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua mục tùy chọn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn có thể tải ứng dụng miễn phí
trên trang android.vn.